Xây dựng sản phẩm du lịch đêm là một trong những định hướng phát triển du lịch của thủ đô nhằm hiện thực hóa mục tiêu 22 triệu lượt khách đến với Hà Nội trong năm nay. Và việc sáng tạo không gian văn hóa, tour du lịch mới từ các sản phẩm du lịch đêm vừa mang tính giải trí, lại vừa có tính trải nghiệm, tạo luồng gió mới khác biệt với tour du lịch truyền thống, góp phần tạo hiệu quả cao trong chiến lược phát triển kinh tế đêm của Hà Nội. Lần đầu tiên, tour du lịch đêm Hồn quê làng Việt đã được triển khai tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Trong tour này, du khách được tìm hiểu kiến trúc tòa nhà Bắc cổ, công trình mang dấu ấn kiến trúc Đông Dương cùng nhiều hiện vật quốc gia đang được lưu giữ tại đây. Đó là cây hương đá có từ thế kỷ 17, biểu tượng của sự kết nối giữa trời và đất, giữa cõi âm và cõi dương. Là cây cầu đá niên đại thời Lê Trung Hưng thế kỷ 18, nơi lưu giữ hồn quê thân thuộc với người dân vùng châu thổ Bắc Bộ. So với việc tiếp cận qua sách vở thì mình cảm thấy là mình được trải nghiệm thực tế và mình cảm nhận những cái giá trị lịch sử ở một cái khía cạnh nó thực tiễn. Cảm thấy là nó là một cái hoạt động mà rất là lý thú cho người tham gia, đặc biệt là về ban ngày. Còn bận đi học, đi làm thì có thời buổi tối có thể dành ra một chút thời gian để tập văn hóa và thư giãn như thế này. Điểm nhấn đặc biệt trong tour du lịch đêm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là du khách được bật mí về kỹ thuật đúc trống đồng, thanh âm và cách đánh trống đồng Ngọc Lũ. Du khách như được hòa mình thành người Việt cổ trong một không gian đặc biệt vào các tối thứ bảy, chủ nhật, mùa hoa gạo ở làng Bắc cổ. Chúng ta đã từng biết đến trống đồng, từng xem trống đồng và từng nghe trống đồng, nhưng đã ai đã được đánh trống đồng và được nghe âm thanh của trống đồng chưa? Thì chắc chắn tôi nghĩ là chưa. Chúng ta buổi tối ngày hôm nay thì đây là một cái trải nghiệm đặc biệt và lần đầu tiên quý khách được làm việc đó. Cũng trong tháng 3 này, di tích nhà tù Hỏa Lò đưa vào hoạt động hành trình trải nghiệm đêm thiêng liêng 3 lửa thanh xuân. Sau thành công thu hút khách từ hai tour đêm trước đó, chuyến du hành mới này có nội dung hấp dẫn với nhiều hoạt cảnh, tái hiện chân thực cuộc sống khắc nghiệt trong nhà tù Hỏa Lò. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm này tiếp tục trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Cảm xúc nó vỡ òa ấy, bởi vì tôi cũng đi xem kịch nói nhưng mà chưa bao giờ tôi cảm giác nó như thế này. Bởi vì nó không phải chỉ là sự thăng hoa của nghệ thuật đâu, mà nó thật sự chạm đến trái tim. Ngoài ra, khu phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Bảo tàng Văn học, Hoàng thành Thăng Long cũng đang khai thác tour du lịch đêm hiệu quả. Một số di tích khác như Đền Ngọc Sơn và Văn miếu Quốc Tử Giám cũng đang có kế hoạch mở rộng hoạt động du lịch vào buổi tối. Kính thưa quý vị, nếu người dân Việt Nam chúng ta có Tết âm lịch là dịp để gia đình gắn kết và cùng nhau sum họp chào đón một năm mới thật nhiều hạnh phúc, thì đối với người dân Azerbaijan hay cộng đồng cư dân nhiều nước Trung Á nói chung, thì ngày lễ Noru cũng mang lại nhiều giá trị tương đồng. Noru đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân và bắt đầu năm mới theo lịch của người Ba Tư Cổ. Trong những ngày diễn ra dịp lễ, các gia đình thường quây quần cùng nhau, thăm hỏi họ hàng, mừng thọ người lớn tuổi, tặng quà trẻ nhỏ, dọn dẹp nhà cửa và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới. Tại Việt Nam, nhiều cộng đồng người dân các quốc gia như Azerbaijan, Iran thường bắt đầu dịp lễ vào 21 tháng 3 hàng năm và kéo dài từ 2 cho đến 3 tuần. Vợ chồng kỷ lục gia cố nhà thơ Nguyễn Duy Yên, nhà thơ Đoàn Kim Vân là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thuộc Hội Kỷ lục gia Việt Nam Liên minh Kỷ lục Thế giới cấp bằng chứng nhận đã xác lập Kỷ lục Việt Nam 2023 là cặp vợ chồng nhà thơ có tác phẩm thơ được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất với tập thơ Xuân Vô Tận. Nhà thơ Nguyễn Duy Yên sinh năm 1931, mất năm 2020. Nhà thơ Đoàn Kim Vân sinh năm 1938 tại làng Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Hơn 50 năm gắn bó vợ chồng, cùng với sự đồng điệu về tâm hồn và niềm đam mê thơ ca, đôi vợ chồng nhà thơ đã cho ra mắt độc giả nhiều tập thơ in chung cùng hai kỷ lục Việt Nam về thơ. Tôi thấy là hai anh chị phải nói là đấy là những người yêu thơ chân thành và làm thơ cũng từ tấm lòng thật của mình đối với văn chương nghệ thuật chứ không vì một cái mục đích gì cả. Từ tập thứ nhất đến tập thứ hai, tập thứ ba v.v. và sau này cũng có thể có đến gần 15 tập thơ. Và đến cuối đời thì có thể nói là khi hai ông bà đã đều ngoài 80 tuổi rồi thì đều có thể trở thành những nhà thơ thực thụ. Tập thơ Xuân Vô Tận ra đời vào dịp dỗ đầu tiên của nhà thơ Nguyễn Duy Yên, gồm nhiều bài thơ của hai nhà thơ được nhiều tác giả dịch ra 6 thứ tiếng khác nhau, gồm Anh, Pháp, Trung, Nga, Đức, Nhật Bản. Với điều đặc biệt này, lần thứ ba, tác phẩm thơ ca của hai nhà thơ Nguyễn Duy Yên, Đoàn Kim Vân được vinh danh kỷ lục Việt Nam.
đây là một kỳ tích mà ít nhà thơ có được. Có lẽ theo như tôi suy nghĩ thì sau ông bà Đoàn Kim Vân và Nguyễn Duy Yên là không có đôi vợ chồng nào và có lẽ cũng không có ai được kỷ lục Việt Nam gọi là chiếu cố mà cho đến 3 lần kỷ lục Guinness Việt Nam như vậy. Thì tôi cho đấy cũng là một cái thành tựu phi thường của hai ông bà. Và như thế chỉ có thể nói rằng là đấy là do cái sức phấn đấu, do sự kiên trì, do những cái sáng kiến, phải nói là đồng chất vô nhị của hai ông bà thì nó dẫn đến cái kỷ lục ấy. Vì yêu thơ cho nên là tôi say mê, tôi tìm ra những cái di cảo của chồng tôi để lại và tôi đã đưa cho các bạn và yêu cầu các bạn biết thứ tiếng gì thì dịch tặng tôi cái đó. Thì dịch được 150 bài bằng 6 thứ tiếng. Thì cái điều đó là một điều tôi rất là thấy lấy làm sung sướng. Sự vinh danh Tổ chức Kỷ lục Việt Nam không chỉ là động lực giúp cho nhà thơ Đoàn Kim Vân tiếp bước người chồng đã mất của mình trên hành trình vạn dặm, tận hiến cho thơ ca, mà còn là tấm gương lao động nghệ thuật bền bỉ cho thế hệ hậu bối hôm nay học tập.